Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, hôm nay ngày 3 tháng 6 do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng thêm về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt độ không khí cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 đến 17 giờ. Đợt nắng nóng này có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Do ban ngày trời nắng nóng, nền nhiệt độ cao, nên chiều tối và đêm thường xảy ra mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có sấm sét, tố lốc và mưa đá, nhất là ở khu vực Trung Du và vùng núi. Ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Thanh Hóa đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu mùa hè. Thời tiết nắng nóng đã ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt, lao động của người dân, nhất là những người phải làm việc trực tiếp ngoài trời. Dù thời tiết nắng nóng, nhiều người lao động làm việc trực tiếp ngoài trời vẫn phải bươn bả mưu sinh. Họ là những người bán hàng rong, giao hàng, chạy xe ôm, thu mua ve chai, xếp dỡ hàng hay công nhân xây dựng. Công trình người ta gấp gáp thì mình phải làm theo thôi chứ không có thể là chậm tiến độ được. Là dù nắng hay là dù mưa thì mưa to thì anh em mới nghỉ thôi chứ còn nắng mưa mà bình thường anh em vẫn làm. Nắng thì xuống giải lao khoảng 30 phút lại lên làm đâu cảm thấy mà nắng quá mệt không chịu được thì lại xuống thế thôi chứ. Sáng cô đi là cũng 12 rưỡi cô mới nghỉ. Mà buổi chiều là 3 rưỡi là đi. Đi mấy đến 6 rưỡi mới nghỉ. Nắng quá nó cũng ế. Thí dụ nó mát thì người ta đi chợ người ta cứ lằng nhằng ở đường. Nhưng mà nắng quá là khoảng 9 giờ người ta chạy về người ta chốt nắng thì mình hết người rồi mình cứ phải lang thang thôi. Trưa hè ở thành thị, những bóng mát dưới tán cây ven đường hay vài mét vuông bên hiên những căn nhà phố đã trở thành điểm dừng chân lý tưởng của những người lao động nghèo. Mỗi người một công việc, mỗi người một hoàn cảnh, điểm chung ở họ là sự chịu thương chịu khó, tần tảo, hy sinh để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho người thân, gia đình. Đó cũng chính là động lực để mỗi người vượt qua những thời điểm khó khăn, vất vả nhất. Ngay sau khi du lịch nội địa phục hồi trở lại, cùng với các điểm đến khác trên địa bàn tỉnh, du lịch cộng đồng Bá Thước tiếp tục là điểm đến được đông đảo du khách lựa chọn. Điều đáng nói, trong khi công suất sử dụng phòng vào dịp cuối tuần ở hầu hết các điểm đến trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chỉ đạt từ 30 đến 50%, thì tại các khu nghỉ dưỡng, thậm chí là các homestay trên địa bàn huyện Bá Thước đã đạt 100%. Khi du lịch cộng đồng phát triển, huyện Bá Thước đã đặc biệt quan tâm đầu tư các điều kiện thiết yếu như điện, đường giao thông liên thôn, xã, viễn thông, các thiết chế văn hóa, lắp đặt biển chỉ dẫn đến các khu điểm tham quan du lịch ở các bản. Đồng thời, tập trung đào tạo tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho người dân địa phương và những hộ làm du lịch. Điều này đã góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng trong phục vụ du lịch. Bây giờ thì bên tôi đã giảm một số phòng xuống để thu hút khách hơn. Sau kỳ dịch, bên tôi đã giảm từ 2.590.000 ở cái phòng đôi xuống còn 2.190.000. Còn cái phòng đơn thì bên tôi đã giảm từ 2.190.000 xuống còn 1.890.000. Bên tôi mong rằng sắp tới lượng khách sẽ đến với Pù Luông nhiều hơn. Trong thời gian tới thì huyện Bá Thước thì cũng có phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trường Đại học Văn hóa Thể thao Du lịch mở các cái lớp đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ phục vụ cho phát triển du lịch cộng đồng. Ở đấy thì chủ yếu là các cái nghề dệt thổ cẩm và bảo tồn văn hóa bản địa. Theo dự đoán, với những tín hiệu trên, lượng khách du lịch đến Bá Thước sẽ tiếp tục tăng cao vào khoảng thời gian trung tuần tháng 7 đến hết tháng 10. Hiện huyện Bá Thước đang tập trung các giải pháp phát triển các loại hình du lịch như nghỉ dưỡng, sinh thái, văn hóa tâm linh, phát triển sản phẩm du lịch ẩm thực và hàng lưu niệm nhằm phong phú thêm sản phẩm du lịch. Để chủ động phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ phát triển chăn nuôi, ngành nông nghiệp và các địa phương tỉnh Thanh Hóa đang chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh tích cực và hiệu quả.
Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi tái phát trở lại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, ngành chăn nuôi và thú y tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương tổ chức kiểm soát chặt động vật lưu thông qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đẩy mạnh tiêu độc khử trùng các địa bàn dễ lây lan dịch bệnh, có nguy cơ lây nhiễm dịch cao. Đồng thời khuyến cáo người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động tiêm phòng vaccine, phòng dịch cho đàn vật nuôi và thường xuyên tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Tăng cường cái công tác giám sát dịch bệnh đến tận thôn bản để sớm phát hiện dịch bệnh và xử lý khoanh vùng, dập tắt ngay ổ dịch ngay trong diện hẹp. Tích cực tăng cường tuyên truyền các cái biện pháp hướng dẫn người dân, các cái biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi an toàn dịch bệnh và đặc biệt là quản lý chặt chẽ cái việc tái đàn lợn, tái đàn gia cầm, phải đảm bảo được cái điều kiện chăn nuôi an toàn dịch bệnh, chăn nuôi an toàn sinh học. Tỉnh Thanh Hóa hiện có tổng đàn lợn trên 1,15 triệu con, tổng đàn gia cầm trên 23 triệu con, đàn trâu bò trên 430.000 con. Sau khi công bố hết dịch gia súc gia cầm, việc tái đàn chăn nuôi đang được các địa phương tiếp tục đẩy mạnh, nhất là chăn nuôi lợn. Mặc dù hiện nay tình hình dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng với sự chủ động của các hộ chăn nuôi, sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng, công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang được thực hiện kịp thời, đảm bảo việc duy trì và phát triển đàn vật nuôi luôn được ổn định. Sau gần 4 tháng chuẩn bị, đến thời điểm này, các trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình phổ thông mới. Bộ sách theo kế hoạch sẽ được đưa vào sử dụng trong năm học mới 2020-2021. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn những băn khoăn lo lắng. Qua quá trình nghiên cứu lựa chọn sách giáo khoa, các trường không được cung cấp đầy đủ các bộ sách cùng lúc để nghiên cứu và so sánh, đã phần nào ảnh hưởng đến chất lượng việc chọn sách. Mặt khác, nhiều giáo viên cho rằng những nội dung thể hiện trong sách chỉ là phần lý thuyết, còn mục tiêu của việc lựa chọn sách là hướng tới người đọc, nên giáo viên phải dạy thực nghiệm để đánh giá chính xác hơn. Thực ra thì nếu mà triển khai ngay thì cũng rất là khó khăn đối với phụ huynh. Đấy, bởi vì là trong nhà trường thì là không thống nhất được cùng một bộ sách mà học nhiều bộ sách. Đấy. Việc thứ hai nữa là cái kiến thức ở trong sách, bộ sách mới rất là nâng cao. Đấy, nó sẽ khó khăn nhiều so với cả phụ huynh và cả học sinh. Với khoảng thời gian ngắn để chọn sách, giáo viên khó có thể đánh giá chính xác từng bộ sách. Mặt khác, giá mỗi bộ sách cũng chưa phù hợp với thu nhập của người dân, nhất là các địa phương miền núi còn nhiều khó khăn. Bản tin 18:30 sẽ để tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Công an tỉnh Tây Ninh vừa bắt quả tang đối tượng Huỳnh Lý Hùng, xã An Thạch, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 0,5 kg ma túy tổng hợp, một xe mô tô, một điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Bước đầu, đối tượng khai nhận là người nghiện ma túy lâu năm. Số ma túy bị bắt giữ kể trên là do mua từ bên kia biên giới Campuchia với số tiền 100 triệu đồng và đang trên đường vận chuyển về nhà cất giấu để phân lẻ bán kiếm lời cũng như sử dụng thì bị lực lượng công an bắt giữ. Mới đây, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ kiểm tra quán B Club tại địa chỉ 367 Lê Văn Quấy. Khi phát hiện có lực lượng kiểm tra, nhiều dân chơi đang nhảy múa sử dụng ma túy, đã tìm cách phi tang hàng trắng xuống sàn nhà, gầm bàn. Hơn 200 người bị công an mời về trụ sở làm việc. Trong số này có 38 nam và 18 nữ có kết quả dương tính với ma túy. Những người này bị xử lý hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Số khác tiếp tục bị điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ. Công an cũng lập hồ sơ, xử lý nhiều lỗi sai phạm của quán Big Club như hoạt động theo hình thức vũ trường, chủ cơ sở thiếu trách nhiệm để khách sử dụng ma túy. Theo số liệu của Công an tỉnh Bắc Cạn, từ năm 2017 đến nay, tỉnh này xảy ra hàng chục vụ các đối tượng mạo danh cán bộ có thẩm quyền để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỷ đồng. Trong đó có một trường hợp sau khi bị đối tượng lừa đảo gọi điện đe dọa đã chuyển hơn 1 tỷ đồng cho chúng. Tất cả những vụ việc này đều diễn ra theo kịch bản là đối tượng lừa đảo gọi điện cho bị hại, tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm soát, tòa án để đe dọa, sau đó yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản. Nhiều người thiếu cảnh giác đã mất tiền. Chiều qua, cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ tai nạn mỏ đá. Nạn nhân được xác định là Bùi Văn Hải, sinh năm 1983, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình. Trước đó, chiều ngày 1 tháng 6, vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực khai thác đá của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Anh ở xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, khiến 3 công nhân tử vong. Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông bị đoạn dây điện rơi xuống khiến nạn nhân bị điện giật chết.
Theo các nhân chứng, nạn nhân đang đứng trước cửa nhà thì dây điện phía trên bất ngờ bốc cháy, dây đứt rơi xuống trúng người khiến nạn nhân bất tỉnh. Người dân đã nhanh chóng chuyển nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân không qua khỏi. Hiện đang vào mùa nắng nóng, rất dễ xảy ra hiện tượng chập điện dẫn đến cháy. Người dân cần nâng cao ý thức để bảo vệ bản thân. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18:30 trên địa chỉ website truyenhinhthanhoa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin về chương trình theo địa chỉ email bản tin 18:30 ttva@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888253636.